Hello, chào các bạn. Lại là một ngày mới nữa rồi nè. Bây giờ mình mới ngủ dậy là ngày mới, ok? Mình ngủ dậy và mình đã set up cái GoPro. Nhưng mà mình nghĩ đó là nó có cái chân ở dưới các bạn. Tại vì theo như cái hộp mình nhìn thấy, rồi mình lắc lắc, mình nghe nó kêu. Thì mình nghĩ rằng là nó có cái chân cầm ở dưới. Nhưng mà thật ra là không có các bạn. Mình muốn đập hộp để cho các bạn xem cái cách mình set up, nhưng mà thật sự là không đơn giản. Mình vụng về lắm cho nên làm cũng cả hơn nửa tiếng đồng hồ mới set up được. Thì khi set up được rồi mình mới biết là nó dễ thôi. Thành ra bởi vậy mình mới nói rằng là nó dễ với người đã biết mà nó khó với những người chưa biết. Thì bây giờ thật sự là mình đã set up xong rồi. Và mình cũng đã dùng thử rồi. Bây giờ mình sẽ cầm cái máy này, mình đi ra ngoài đường, mình đi chợ, mình đi uống Starbucks và mình đi đâu đó mình quay thử một ngày hôm nay coi như thế nào. Và điều quan trọng nhất nữa là phải đi ra để mua cái gì mà cầm quay đó các bạn. Chứ đâu có thể mà cầm như vậy mà quay được. Hoặc là bây giờ cầm có một cái máy nhỏ này không thì cũng ok, nhưng mà đâu có ai mà cầm đi như vậy đâu. Cho nên là phải đi ra kiếm cái chân để mua nữa. Mình không có muốn order ở trên online, tại vì mình sợ là order mình đã không biết nhiều rồi. Order thì nó sai đi rồi về mình lại làm không được. Còn ra đây mua thì bảo đảm là hàng chính hãng, không có thể là mua lầm. Tại vì mình mua trong Best Buy, giá thì công nhận là nó sẽ mắc hơn nếu mà mình chịu khó lên online mình tìm kiếm. Cho nên thôi, muốn chắc ăn mắc một chút nhưng mà bảo đảm chắc ăn, lỡ về mình không làm được, mình không xài được thì mình còn có thể mang ra trả lại được. Nếu mà bạn đã open box rồi á, bạn đã khui hộp mở hộp rồi á thì có nhiều chỗ nó sẽ phạt bạn khoảng là 10% cái tiền đó, và có nhiều chỗ thì nó cũng không có phạt tiền mình. Cho nên thôi, muốn chắc ăn chạy ra ngoài đó mua cái chân, chứ như vậy thì không thể nào đi quay được các bạn. Ai mà cầm cái này mà đi quay như vậy bao giờ đúng không? Còn nếu như các bạn mà tháo nó ra để cầm một cái máy nhỏ xíu ở trong thì cũng ok, nhưng mà nó nhỏ lắm. Thì nói chung là theo mình nghĩ là chắc phải có cái cây mới được đó các bạn. Có cái cây, mình thì mình không biết, mình gọi đại là cái cây đi, các bạn chắc có thể gọi là cái chân máy hay cái gì đó mình không biết. Thì để đi ra ngoài đó đi tìm coi nó là như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đi nha. Hẹn gặp lại các bạn video tối nay nếu kịp. Ok, bye bye. Các bạn, mình đang có mặt ở Rai 2 Starbucks. Bữa nay thì chở cháu và người chị đi ra để mua cái chân này nè các bạn. Trước khi đi cũng phải ghé ra Starbucks, nhưng bữa nay không có ngồi trong Starbucks. Bữa nay thì mua Rai 2 để đi. Thank you. It's already taken care of for you. Oh my God. All the time. Can you give me the cup of water, please? Cup of water? Thank you. You're welcome. Các bạn thấy không các bạn? Họ cứ tặng mình hoài, tặng hoài. Một tuần lễ có 7 ngày. Đúng chưa? Một tuần lễ có 7 ngày à các bạn. Mà họ tặng mình coi như cũng gần hết 3-4 ngày rồi đó. Tại vì nhiều người làm việc ở đây lắm. Họ chia nhau ra họ tặng mình, các bạn tặng hoài như vậy luôn á. Wow, lucky ha. Đây mình đã vô tới tiệm rồi, đây là cái máy của mình và đây là cái mình mua nè các bạn. Mình mua một cái này, nó có luôn cái bóp và đây là cái để trên đầu, đây là cái tay cầm và đây là cái gì đó không biết, để mình về nhà đã, về nhà đập hộp tiếp nha các bạn, rồi lúc đó mình mới biết được là có cái gì. Ok, 49 đồng 99 nè các bạn. Right. Hồi nãy đó thì mình định mua cái này nè, cái này nó có cái dài để cầm nè. Thì cái này 59 đồng 99. Nhưng đi ra trả tiền rồi về nè con nè.
Các bạn biết không, nếu như mà các bạn đã biết rồi thì các bạn có thể lên Amazon, eBay để mua thì nó sẽ rẻ hơn là các bạn ra ngoài tiệm này mua. Ít nhất cũng được khoảng 10 đồng đó các bạn. Nhưng mà tại vì mình chưa có biết gì hết, không có muốn mua rồi lại không có trả được, rồi về lại bỏ đó. Cho nên thôi mình đi ra tiệm mình mua, lỡ có gì thì mình có thể mang ra đổi, đổi lấy cái khác hay là trả lại được. Đó là lý do ra đây mua. Nó mắc một chút nhưng mà chắc là được rồi. Nè các bạn, Samsung Galaxy Note 10 đẹp tuyệt vời luôn. Đó các bạn thấy không, đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà năm nay mình đổi rồi, mình không có xài Samsung nữa. Mình không có xài Samsung nữa mà mình xài iPhone. Đẹp quá ha, Galaxy Note 10 đó. Ok thôi bây giờ mình đi ra tính tiền các bạn ơi. Đi ra tính tiền. Các bạn ơi, mình đi về rồi. Đi mua cái chân của cái máy này. Thật sự ra khi mình khui hộp ra thì nó chỉ có như vậy các bạn. Mình định khui hộp ra cho các bạn xem luôn cái cách setup của mình. Nhưng mà mình biết là mình vụng về ghê lắm, rồi lại sợ là không có làm được. Cho nên mình ngủ dậy thì mình tự setup một mình luôn rồi. Thì mất khoảng 30 phút vô coi những cái video mà của các bạn post lên. Thì mình có xem của một cái bạn Việt Nam mình nè, thì bạn chỉ có nửa chừng thôi, rồi bạn kết thúc video đó, rồi bạn nói rằng là bạn sẽ chỉ tiếp cái phần thứ hai là setup làm sao cho nó work đó, cho nó hoạt động cái máy này đó. Nhưng mà sau đó rồi mình vô mình kiếm cũng không được. Kế tới nữa thì mình vô của Mỹ, mình coi họ setup như thế nào thì họ chỉ mình từ đầu tới đuôi, nhưng mà họ chỉ mình cũng không làm được. Tại vì họ chỉ nhanh quá đi. Cuối cùng thì thôi, mình mở ra, mở cái hộp ra đại luôn. Thì trong đó nó có những cuốn sách để chỉ dẫn, thì mình coi theo cuốn sách đó, mình làm có vẻ nó dễ hơn các bạn. Cho nên khoảng 30 phút là mình đã setup xong và mình cũng đã quay thử rồi. Thì đẹp đó các bạn, thấy đẹp đó. Nhưng mà quay còn quơ tùm lum mà, thành ra là chưa có thấy được một cái gì hay đâu. Nhưng mà đẹp, nó clear lắm. Thì mình thấy là rất đẹp rồi. Hồi nãy mình gắn nó vô đây nè, nhưng mà bây giờ mình tháo nó ra để mình bỏ vô đây thử. Thì đi ra mua cái chân này nè các bạn. Hồi nãy định mua cái cây dài thì nó bán 59 đồng 99. Nhưng mà sau đó thì cháu mình nhìn thấy cái này, cháu mình nghĩ là tiện hơn, cho nên cháu mình nói là thôi lấy cái này đi. Tại vì bạn biết sao không, cái này để trên đầu đó, để trên cái nón. Còn ở đây là cái gì thì mình chưa biết, để mình khui ra bây giờ. Đây là cái nó nhỏ nhỏ thì mình cầm đi giữa đường như vậy ok. Còn những cái chân máy mà cao này nọ thì ở nhà mình có nhiều rồi, nhưng mà dành cho phone với lại mấy chụp hình thôi. Còn gắn được cái này hay không thì mình chưa biết, vì mình chưa có thử. Thì bây giờ mình sẽ khui cái hộp này cho các bạn xem. Cái này mình mua là 49 đồng 99 các bạn. Để mở ra thử coi gắn như thế nào nha. Thôi thì không có đập hộp cái này thì đập hộp cái này ha. Mình nghĩ đó, làm YouTube đó các bạn, có cái này nè. Thật sự là mình nghĩ chắc là tiện lợi lắm đó. Tại vì các bạn biết không, nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn mà quay thật sự là đẹp các bạn. Nè.
Dễ thương quá ha. Tên 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 nè. Đây. Đây là mình.
Mình nghĩ đó, cái này thôi các bạn, nó rất là tiện lợi. Thí dụ mình đi đâu đó đó là mình đeo vô tay mình như vậy nè là xong rồi. Chỗ nào mà mình cảm thấy đẹp đó các bạn thì mình cầm, mình quay như vậy thôi, rồi mình lại xách đi như vậy. Mình nghĩ là rất là good. Nếu mà làm YouTube thì thật sự mình nghĩ cái này là good, good hơn cái phone này nha. Rồi. Các bạn biết lý do tại sao mình nó good không? Là tại vì chính mình đây nè. Mình xài phone Samsung. Cái này là Samsung Galaxy S9. Mình có hai cái như vậy. Với lại một cái 8. Mình là collection về Samsung. Mình có từ cái Note 2, rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng mà trong đó nó có cái Note và có cái không có Note. Có cái chỉ là Samsung hình ảnh rất là đẹp mà rất là clear. Nhưng mà cái bây giờ thì cái iPhone mới nó ra thì hình ảnh cũng lại quá đẹp. Nhưng mà iPhone bạn có thể đi để ngoài nắng được. Mình nghe nhiều người nói thôi nha, mình chưa có, mình chưa biết. Nóng cỡ nào thì cái iPhone nó cũng chịu được. Còn cái phone Samsung thật sự là đẹp thật các bạn. Nó nhạy cái màn hình nó lắm. Nhưng mà chỉ được 10 phút nếu ngoài trời khoảng 90 độ, nóng 90 độ. Chỉ 10 phút thôi là nó báo cho bạn biết rằng là phone quá là nóng, không có quay được nữa. Cho nên mình đi đâu mình cũng phải mang theo ba cái phone các bạn, cứ bỏ trong một cái bóp, trong một cái giỏ, lúc nào cũng phải ba cái này nó nóng thì chạy vô gắn lên trên xe để cho cái máy lạnh ở trong xe cho nó nguội, rồi cứ phải thay phiên nhau hoặc làm hoài như vậy thật sự rất mệt các bạn. Cho nên cũng vì như vậy quyết tâm làm YouTube, cho nên đổi không xài Samsung nữa, mặc dầu là mê Samsung lắm mà chưa biết xài iPhone. iPad thì có nhưng mà cũng không có xài nhiều, chỉ giỏi về Samsung thôi. Nhưng mà tại vì quyết tâm làm YouTube cho nên đành phải chấp nhận bye bye Samsung để chuyển qua iPhone cho nó tiện lợi. Đó, cho nên đó là lý do quyết tâm và tạm biệt Samsung, mặc dầu là rất thương Samsung, rất thích Samsung nhưng mà đành phải nói lời chia tay. Thứ nhất là iPhone, thứ hai là cái này. Mình nghĩ hai cái này cũng đủ rồi các bạn, đủ làm YouTube rồi. Nè. Tiện lợi nhỏ gọn. Như vậy là quay được rồi đúng không ạ? Mình sẽ thử. Mình thấy cái màn hình thì rất clear rồi đó, đẹp lắm rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó là mình sẽ đi quay và để về mình coi coi là những cái bước kế tiếp nữa là sẽ làm như thế nào. Ở trong này nó có cái chỗ cho mình bỏ cái memory card vô. Thì mình nghĩ nếu mà mình muốn edit video, một là mình connect qua phone thì giống như ở trên này người ta chỉ mình đó các bạn. Hai nữa là mình có thể lấy cái sim đó ra và mình bỏ vô phone của mình, tại vì mình thì sử dụng bằng phone không mà mình edit cũng bằng phone, mình post lên YouTube cũng bằng phone, mình không có xài qua computer, laptop. Mình cũng chưa từng bao giờ xài qua hết. Laptop mình chỉ để làm việc của mình thôi. Còn về về những cái video như vậy thì mình chưa từng bao giờ làm qua laptop. Nhưng mà để mình thử coi, khi mà lấy cái sim ở trong này ra bỏ vào cái phone có được hay không và có làm được hay không. Tại vì mình đi chụp hình và quay phim bằng máy chụp hình đó các bạn. Khi mà mình lấy hình ra mình bỏ vô computer, rồi từ cái computer đó mình bỏ ngược lại vô phone để mình edit nó thì nó không có show lên được. Nó không có work cho cái app Viva Video các bạn, nó không work, mình không làm được như vậy. Mình không edit được bằng cái app đó. Cho nên để chút xíu nữa mình sẽ thử cái này để coi coi có được hay không. Tại vì khi quay thì chắc chắn rằng là sẽ bị này bị kia rất là nhiều. Mình cần phải edit lại. Viva Video thì thật sự là mình cũng chịu thua, mình cũng không biết làm cách nào. Tại vì mình chỉ có vô cái app đó để cắt hình thôi à. Còn những cái app khác nhiều người chỉ lắm nhưng mà thật sự mình chưa làm được các bạn. Cho nên chưa biết là như thế nào, để thử thôi. Thôi bây giờ thì video đã dài, dài lắm rồi đó. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình và mình thân chúc các bạn
một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc các bạn nhé. Tan tan tan, đi thử cái này liền bây giờ, ok. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.